gặp 6 vị lãnh đạo hội đồng giám mục. Đức tin vào chúa của ngôi sao bóng đá đội Arsenal, Olivier Giroud. Đức Thánh Cha Francisco làm phép bàn thờ cho cung thánh nhà thờ Nam Hàn. Non posso abbandonarvi proprio ora sul più bello. Quando Gesù Cristo mi dice vada loro. Cuộc đời và ân gọi của vị linh mục chịu chức được 74 ngày rồi qua đời vì ung thư. Đức Thánh Cha gặp 6 vị lãnh đạo hội đồng giám mục Venezuela. Lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 6 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 6 vị thuộc ban chủ tịch hội đồng giám mục Venezuela theo lời thỉnh cầu của chính các vị lãnh đạo của hội đồng này. Tham dự buổi tiếp kiến này có Đức Tổng giám mục chủ tịch Diego Patron, hai Đức Cha phó chủ tịch và Đức Cha tổng thư ký. Ngoài ra có hai vị hồng y người Venezuela là George Urraca Savino và Patricia Porras. Các giám mục đã trao đổi với Đức Thánh Cha về tình hình khủng hoảng trầm trọng tại Venezuela. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, trước ngày gặp gỡ Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y George Urraca Savino, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas của Venezuela tố giác rằng Tổng thống Nicolas Maduro lèo lái hình ảnh của Đức Thánh Cha. Ông muốn trình bày Đức Hồng Y như người bạn của chính phủ Venezuela, nhưng các giám mục chúng tôi muốn loại bỏ sự lèo lái này để chứng tỏ rằng chúng tôi đứng về phía nhân dân Venezuela đang chịu đau khổ rất nhiều và chúng tôi đoàn kết với Đức Thánh Cha. Theo Đức Hồng Y Savino, Tổng thống Maduro đã mất hậu thuẫn của nhân dân, vì thế ông đề ra dự án cải tổ hiến pháp để thiết lập một chế độ độc tài, cộng sản, duy vật và quân phiệt, trái ngược với quyền lợi của tất cả mọi người, nhất là những người nghèo nhất. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng con đường để ra khỏi tình trạng chính trị hiện nay ở Venezuela vẫn là những phương thế đã được Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đề ra hồi tháng 12 năm ngoái. Đó là thiết lập con kênh nhân đạo cho lương thực và thuốc men, trả lại quyền cho quốc hội, trả tự do cho các tù nhân chính trị, lập lịch trình bầu cử dân chủ. Cộng đồng quốc tế phải hiểu và thấy rõ tình trạng ở Venezuela mỗi ngày trở nên trầm trọng hơn, bạo lực hơn, nơi mà dân chết vì đói. Quốc tế cần phải làm cho chính phủ Venezuela hiểu rằng chính phủ phải giải quyết những vấn đề hiện nay. Nếu không, thì phải từ nhiệm và ấn định cuộc bầu cử để đất nước có một tổng thống mới. Mặt khác, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, giáo phận Cúcuta ở Colombia đã mở một nhà qua đường từ ngày 5 tháng 6 vừa qua để giúp đỡ những người dân Venezuela ở biên giới đến tìm lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Nhà từ đường này được gọi là nhà chú quan phòng, nhằm giúp đỡ hàng ngàn người dân Venezuela đi qua biên giới vào Colombia láng giềng để tìm kiếm trợ giúp trước tình cảnh trầm trọng của đất nước về mặt xã hội, chính trị và kinh tế. Nhà chú quan phòng tọa lạc gần giáo xứ Thánh Phêrô Tông Đồ ở vùng La Parada, có diện tích hơn 1.500 m², được sự hỗ trợ của các phong trào tông đồ, các cộng đoàn giáo xứ, đại học và những người thiện chí. Nhà này có thể tiếp đón mỗi ngày khoảng 500 người đến tìm lương thực và cả những trợ giúp về tinh thần và mục vụ. Đức cha Victor Manuel Ochoa Cadavid, giám mục giáo phận Cúcuta sở tại, cho biết hoạt động bác ái này có thể tiến hành được nhờ tình liên đới của dân chúng ở vùng biên giới giữa Colombia và Venezuela. Venezuela đang bị thiếu thốn lương thực trầm trọng, ảnh hưởng hơn 80% sản phẩm tại nước. Nay phúc trình mới nhất của Caritas địa phương, 11% các trẻ em Venezuela đang chịu tình trạng suy dinh dưỡng. Olivier Giroud là cầu thủ bóng đá người Pháp đang chơi cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Arsenal của giải bóng đá ngoại hạng Anh. Olivier Giroud không bỏ sót dịp nào mà không chia sẻ đức tin của mình. Vừa qua, anh đã chia sẻ với tạp chí Figaro về đức tin của mình như sau. Khi được hỏi rằng nếu anh cần phải cảm ơn một người trong quá trình đào tạo cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì anh sẽ cảm ơn ai? Và siêu sao cầu thủ bóng đá Olivier Giroud trả lời rằng chính là Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã tương đối hóa rất nhiều khi đọc thánh kinh, khi nghĩ đến lời của Chúa Giêsu. Khi đó mình sẽ trở nên khiêm nhường. Đời sống Chúa Giêsu buộc mình phải kính trọng Ngài. Khi so sánh với đời sống chúng ta đang sống hiện nay, thì đời sống Chúa Giêsu là những giá trị mà chúng ta phải thường xuyên quay về với nó. Trong trận đấu chung kết vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, đội Arsenal đã thắng đội Chelsea.
Tôi mặc chiếc áo thun với lời này: Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Đó không phải là một người, đó là thần khí. Thần khí đã hun đúc nên tôi, đã giúp tôi nên người, thành cầu thủ chuyên nghiệp, cho tôi lòng tin tưởng, kiên trì và đức tin để không bao giờ buông bỏ. Bây giờ tôi cảm thấy nhiệm vụ của tôi là phải nói về Ngài tối đa. Và khi được hỏi rằng, anh là người Công giáo và anh chữ đạo, nếu anh có thể gặp Chúa, anh sẽ nói gì? Siêu sao cầu thủ này đã trả lời, tôi không biết tôi sẽ nói được gì khi tôi quá ấn tượng. Đã có những lúc khi cầu nguyện, tôi đã không biết nói gì với Ngài. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài đã hy sinh con một mình cho chúng ta. Tôi sẽ thấy Ngài trong một đời sống khác. Khi được hỏi, nước Pháp vừa bầu tân tổng thống Emmanuel Macron. Giả sử như nếu anh ở chức vụ này, sứ điệp đầu tiên của anh là gì? Và cầu thủ này đã trả lời như sau. Sứ điệp của tôi chắc chắn là chung quanh vấn đề chống khủng bố. Nếu có thể có được một tình trạng yên lành nào cho thế giới thì đã là một điều vô cùng lớn. Tôi nghĩ rằng có thể là giải pháp phòng ngừa nhiều hơn là chữa. Tôi biết đây là một vấn đề tế nhị. Trong cuộc tấn công ở London vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, tôi nhận được nhiều tin nhắn của người thân lo rằng không biết tôi có ở Anh về chưa. Thật là cảm động và đáng lo. Tôi không có chữ nào để nói. Khi mình thấy những sự kiện xảy ra gần đây trên thế giới, thì mình buộc phải tương đối hóa tất cả những gì xảy ra trong đời mình. Và khi được hỏi nhân vật lịch sử nào thích nhất, anh đã trả lời như sau. Tôi được may mắn học với một giáo sư lịch sử thật giỏi. Ông làm cho tôi mê môn sử. Đặc biệt, tôi mê tìm hiểu Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai và cả chiến tranh lạnh. Tôi không thể dựng dưng với các nhân vật lịch sử như Thủ tướng Anh Churchill, Tổng thống Mỹ Roosevelt hay Đại tướng Pháp De Gaulle. Cha tôi rất mê các tài liệu và các phóng sự về các mạng này trong lịch sử và tôi đọc theo. Thời kỳ của Hoàng đế Napoleon cũng rất hấp dẫn, khía cạnh chinh phục của ông luôn luôn làm tôi sững sờ. Đức Thánh Cha Francisco làm phép ban thờ cho cung thánh nhà thờ Nam Hàn. Theo Vatican Radio cho biết, trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 7 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã làm phép một bàn thờ dành cho cung thánh nhà thờ Đức Maria ở Nam Hàn. Tôn thờ Thiên Chúa trong sự hiệp nhất và bình an sẽ được khắc đặt trong cung thánh nhà thờ Đức Mẹ Măng Côi ở Nam Giang, Nam Hàn. Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến bàn thờ trong lời chào mừng của Ngài đến khách hành hương Ba Lan. Ngài nói, Ngài làm phép bàn thờ mà đã được Hiệp hội Cộng đồng Nữ vương Hòa bình ở Radom Ba Lan chế tác. Hiệp hội này đang xây dựng 12 trung tâm nhằm để chào thánh thể và cầu nguyện liên tục cho nền hòa bình trong những điểm nóng trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nói rằng, nhóm này đã lấy cảm hứng cho các trung tâm tôn thờ thánh thể từ 12 ngôi sao đến trên vương niệm của Đức Maria, Nữ vương Hòa bình. Non posso abbandonarvi proprio ora, sul più bello. Quando Gesù Cristo mi dice, vada loro. Ngày 26 tháng 6 năm 2016, nhiều người Ý đã xúc động khi nghe tin cha Salvatore Meloni qua đời vì ung thư vòm họng ở tuổi 38. Khi mới làm linh mục được 74 ngày, cha Salvatore đã muốn ôm lấy Chúa Giêsu dù cho phải chịu nhiều đau đớn do bệnh tật. Và cha đã tin tưởng mạnh mẽ vào tình yêu Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo hạnh, Salvatore lớn lên bình thường giống như bao chàng trai khác. Salvatore cũng có một cuộc sống rất bình thường, cũng vấp ngã, thất bại, cũng có những thành công. Trong những thời khắc khó khăn của cuộc đời, Salvatore chắc hẳn đã suy nghĩ rằng cuộc sống thật vô nghĩa. Salvatore cũng vui cười, chơi đùa, giải trí, nhưng trong tâm hồn mình, cậu cảm thấy một sự trống vắng không thể lấp đầy được. Khi Salvatore bước vào tuổi thanh niên, trong một lần tham dự ngày cắm trại do trường học của giáo xứ tổ chức, Salvatore đã gặp được Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ đã mở ra các không gian vĩnh cửu đối với Salvatore, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng như than hồng nguội đi. Dù vậy, nó không bao giờ tàn lụi.
Chính ngọn lửa hiu hắt đó đã làm sống lại niềm vui vĩnh cửu cho Salvatore trong những lúc tăm tối của cuộc đời. Anh biết là chỉ có Chúa Giêsu có thể lấp đầy cái hang sâu thẳm này. Nhưng chính lúc này, Salvatore bắt đầu một cuộc chiến đấu với Thiên Chúa. Đặt sang một bên niềm vui của mình, Salvatore bắt đầu sống một cuộc sống bình thường với việc học hành, có các cô bạn gái, bạn bè và nghĩa vụ quân sự. Đức tin đánh động anh, nhưng anh sống đức tin cách bình thường, không quá mạnh mẽ. Anh tham gia vào hoạt động của giáo xứ như một nhà giáo dục, nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục khăng khăng gõ cửa trái tim anh, và điều đó làm anh lo sợ. Anh trốn chạy tiếng nói rất thu hút anh, nhưng lại mong ước bước vào không gian của Thiên Chúa, và điều này làm anh bị bối rối. Những đêm không ngủ thường trôi qua trong im lặng. Salvatore cầu nguyện với chuỗi mân côi, nhưng xen lẫn với sự tức giận Thiên Chúa. Khi đến tuổi 30, Salvatore đến làm văn phòng cho các nữ tu dòng Marceline, và đến cuối năm 2010, ơn gọi tu trì thật sự thu hút anh. Tháng 10 năm 2010, Salvatore gia nhập chủng viện, và sau 3 năm, anh bắt đầu học thần học thứ nhất. Năm 2014, khi thầy Salvatore 37 tuổi, bác sĩ chẩn đoán thầy có một khối u trong cuống họng, và các bác sĩ tiên đoán đây là một khối u ác tính. Thầy Salvatore bắt đầu hành trình vác thập giá như thế, nhưng thầy cảm thấy được Chúa Giêsu vác trên vai. Thầy đã xin và được phép lãnh nhận chức linh mục sớm trước thời hạn, vì lúc đó bệnh của thầy đã trở nên trầm trọng. Ngày 16 tháng 4 năm 2015, thầy được lãnh nhận thiên chức linh mục. Chiều hôm trước ngày thầy Salvatore được lãnh nhận chức thánh, Đức Giáo hoàng Francisco đã điện thoại cho thầy và xin được lãnh nhận phép lành đầu tay của cha Salvatore. Không đầy 2 tháng sau, ngày 29 tháng 6, cha Salvatore qua đời, để lại di sản là 14 bài giảng. Cuộc đời của cha Salvatore không phải là cuộc đời chỉ nằm dài trên giường bệnh, nhưng là một cuộc sống được sống cách tràn đầy. Đầu tiên là chiến đấu với Thiên Chúa, rồi bùng nổ trong ơn gọi, qua đời trong vòng tay thương xót của Chúa Ba Ngôi, và cuối cùng, như cha đã khẳng định trong bài giảng ngày 26 tháng 6 năm 2015, 3 ngày trước khi qua đời, được đón nhận bởi bàn tay tuyệt đẹp của Thiên Chúa, bàn tay ân sủng của Chúa, bàn tay đã âu yếm cha từng ngày, âu yếm như bàn tay người mẹ, người cha, và ở đó để làm cho chúng ta cảm thấy tình yêu đó. Trong ngày cha Salvatore dâng thánh lễ đầu tay của đời linh mục, người ta hỏi cha sẽ dâng ý nguyện gì. Cha Salvatore trả lời: "Tôi dâng thánh lễ này để thật nhiều người có thể trở về với Chúa." Cha Salvatore với lòng khiêm nhường đã thành khí cụ, cộng sự viên trong chương trình cứu độ của Chúa.